Được rồi, vua dân Juda, hãy bước đi thôi. Chính người đã mang những bệnh tật của chúng ta và gánh những đau khổ của chúng ta, nhưng chúng ta lại tưởng người bị Đức Chúa Trời đánh phạt và bị khổ sở. Chính người bị đâm vì sự vi phạm của chúng ta, bị chà đạp vì sự gian ác của chúng ta. Hình phạt người chịu để chúng ta được bình an, vết thương người mang để chúng ta được chữa lành. Mở mắt ra mà xem ta làm thế này. Như thế này này. Đó. Đó. Đóng vào chỗ đó. Ấn cho bàn tay nó mở ra. Cha ơi, xin tha cho họ. Lấy
Lạy cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Lạy cha, con xin giao thác linh hồn con trong tay cha.